Chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại xem video của em. Ở trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm, đó chính là combo bộ má phanh trước của Forerunner 2017 máy 3.2. Sản phẩm là hàng xịn chính hãng Formoco anh em nhé. Để anh em nhìn nhé. Riêng cái hàng xịn chính hãng nó có một đặc điểm khá là nổi bật là cái vỏ hộp này sẽ là hình dài hình chữ nhật. Đây anh em nhìn này, riêng hàng hãng nhé, là tất cả các má này đấy đều có mã sản phẩm hết anh em nhìn này. Đấy, cái má này rất chi là dày đấy, tất cả các má đây anh em nhìn thấy không? Đây các cái mã số này. Má phanh trước nó sẽ bốn má hai bên, phụ kiện của nó là cái thanh gài này và ốc này. Đó. Đấy. Không không hề có mùi ameang luôn, má rất mịn không bị gợn này. Để anh em quay từ từ để anh em nhìn nhé. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái bộ má phanh trước của Forerunner 3.2 2017 đến 19. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 076 9086 333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.